Jin Tuấn Kiệt và Puka vẫn cứ dính nhau như Sam. Puka và Jin Tuấn Kiệt là cặp đôi tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Đặc biệt sau khi kết hợp cùng tham gia một show thực tế thì họ được fan tích cực đẩy thuyền vì quá hợp đôi. Gần đây cư dân mạng cũng luôn để ý động thái của cả hai trên mạng xã hội. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, MC Đại Nghĩa đã chia sẻ loạt ảnh vui vẻ cùng Jin Tuấn Kiệt, Puka, Trịnh Thăng Bình và Diệu Nhi. Anh viết, giống chụp hình ra phả ghê vậy đó. Dù liên tục lên tiếng phản bác tin đồn hẹn hò, nhưng cả Jin Tuấn Kiệt và Puka thường xuyên dính nhau trong các cuộc vui cùng mọi người. Ngay lập tức ai cũng để lại bình luận rằng rất thích và khen ngợi cặp đôi khá đáng yêu, hợp nhau. Mới đây sau nhiều lần được đàn anh Trường Giang mai mối, Puka cuối cùng cũng chịu hé lộ mối quan hệ đặc biệt với Jin Tuấn Kiệt. Cụ thể, vừa thấy Puka, Trường Giang liền hỏi, Jin Tuấn Kiệt đâu rồi? Puka chưa kịp trả lời thì Trường Giang nói, chồng em vừa thi đạt giải luôn đó, khiến Puka ngượng ngùng thấy rõ. Sau một hồi nghe Trường Giang nói, Puka chốt hạ luôn. Bây giờ em muốn anh dàn xếp cho em vào vòng trong để được gặp và thi với người ấy. Thấy Puka chịu thừa nhận mối quan hệ đặc biệt với Jin Tuấn Kiệt, Trường Giang cũng vui vẻ hỏi lại, người ấy là ai? Puka cũng lầy lội dùng một câu hát để đáp luôn, người ấy là lựa chọn tuyệt vời. Dù chưa một lần lên tiếng thừa nhận hẹn hò, Puka có lần lại bất ngờ nói chia tay. Cụ thể là khi lên tiếng về việc Hồng Thanh và DJ Mie là cặp đôi nhưng không dám thừa nhận hẹn hò trên sóng truyền hình, thì Puka lập tức bị mọi người phản đối. Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ bóc mẽ. Puka nói gì vậy? Em có dám nhận không? Em mới là người không dám nhận đó. Câu nói này khiến nữ diễn viên ngại ngùng và bối rối thấy rõ. Không chỉ vậy, Quang Trung còn nhấn mạnh Puka đừng nói chuyện tình cảm với Jin Tuấn Kiệt kẻo lại bị trêu. Nào ngờ Puka chốt hạ luôn. Chia tay rồi, khiến ai cũng ngỡ ngàng.